các bác. Một cho một tháng về cắt cây này thì hôm nay là 34 đây. Để nghỉ lễ thì kết hợp về chơi ấy. Thăm những cây, nhưng cây này hơi chậm thì ông mới lấp đất lên, nó chưa có cái chất gì, chưa bón cái gì cả. Nhưng mà thôi, nó cũng là một cái cây hay đấy các bạn. Nhìn bẩn đều đều này nhưng mà cho lên trồng nó nổi lên nó khác đấy. Hay đấy các bạn. Về chiều cao, về tỷ lệ, về dáng dấp nó là một cây hay. Và sau nó nảy mầm đúng chỗ thì tuyệt vời. Đấy là một cây làng. Cây làng nhé. Cây làng cắt video trước một giờ. Mà có cái tiêu đề là về quê phá cây của cô vợ đấy. Đấy. Cái này nó chùn lắm chứ. Ra nó chùn lắm. Và những cái này nó buông xuống, tóc bóc thưa đi xong. Sau nó buông xuống sẽ ổn. Thì tạm thời bỏ qua cái này nó hơi chậm. Thì một tháng rồi mà nó nảy một chút. Bây giờ đến cái những cây còn lại thì xấu thì vẫn phải làm luôn. Xấu thì chơi xấu. Nhưng không nói xấu đẹp ở đây cơ. Không nói chê bai gì ở đây các bác nhé. Mà có cây nào sẽ làm như vậy. Thì cây này vách nó dư như rừng, như tóc. Dáng thế thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà làm cái bóng nó đẹp đẹp tí, bóng làng. Để chơi thôi, chơi quê đi, cầu kỳ quá làm gì. Thế thì tôi sẽ làm cái này. Cắt thôi, cắt cho ông. Chứ ông bỏ mà. Và cây kia. Đây là cây này. Cái này. Đây đang còn hai cây rậm rạp. Cái này thì vẫn cứ để tống cao cho các cụ thôi. Làm cứ làm dáng làng, dáng thụ. Để tống cao cho các cụ thôi. Chứ mình thôi mình chẳng thu ngắn. Thu ngắn nó cũng có những cái, nó không có những cái cốt ổn. Thì mình thu ngắn lên mấy nó cũng thế thôi. À, có thể là cây này thì ở trong bóng tối quá. Thì trước mắt là làm cái cây ở trong sân này nhìn cho nó gọn nhé. Đây. Thì sẽ chia bông cho cây này. Thực tế thân thế thì nó bình thường nhưng mà bông nó rộng và có thể chia ổn. Từ làng vẫn đang xem là chia treo cái máy quay ở đâu để là làm từ này về không cũng lại không mang đồ các bạn. Đi vào đây nào.
các bác chia nó lại, không phải chia lại mà làm nó rõ ràng ra, rõ ràng hơn, thì sau cái lứa này sẽ nuôi những cái cây cảnh nó định hình nó rõ hơn, vì vừa nãy nó u tùm rồi, bây giờ lọc nó đi sau lứa mà mới này sẽ lấy được những cái đường chính, những cái bông chính tốt hơn. Đấy, cơ bản là cái răng làng thế thôi, chứ đây là chỉ làm bóng, chỉ thần cụ sâu mà vách viết thì cũng vách tóc nên là không còn thua. Còn cái đoạn kia thì để làm nốt. Đấy, nhìn mà xa xa mà ví dụ bông đầy mà chuẩn ấy thì bông đầy mà gọn gàng thì nhìn cũng được ấy. Đấy, chứ còn mà chơi như bọn trai mà các bác chơi trên mà chơi kiểu mini mà cứ răm ra thì nhìn lại xấu. Từ khi nào răm sụp dây thì nó mới ổn được. Đấy, cây này cắt xong rồi nó chuẩn ra thì phải thay đất và làm lại bệ thì mới tốt được, chứ để này nó rất là lâu này. Trông chán đời đúng không ạ? Cái này thì phải thay đất thì nó mới mạnh lên được, chứ để này thì cũng không thua. Nhưng mà thôi, việc đấy thì vất lắm. Bây giờ chỉ cắt cho nó, răm cho nó sau này nó không bị to như cái đầu như này này. Đấy, các cụ ngày xưa là cứ lên là cắt ngang này. Trên những chỗ này là to, nó sùi, mọc rễ, đúc bè ra, rất là xấu. Đấy, khi mà bóc ra nhìn nó rất là sợ. Chỉ có khi tán nó đầy thì nhìn nó đỡ. Thế thì thôi, tạm thời cây này toàn thế thôi. Sau nó ra cùng một lần lá và lá kích thích cắt một lứa bóng đẹp hơn, chứ còn cũng đã làm được gì cho nó khác đâu. Bạn nhìn này, trông nồng được ấm 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 mấy tượng bê tông đúng không? Cái xanh làng cái vuông như tóc thân chính thì có mỗi tí kia thôi, và cảnh dùng như vậy được. Để bây giờ sang cây mới quá nhé, có cây này có cá nhiều rồi. Và cây này thì cũng chậm quá, để sang cây khác quá nhé.